Cái động cơ 1.2 này nó không khác gì một cái máy phát cả. Nó sẽ có nhiệm vụ là phát điện để cung cấp cho cái viên pin ở phía sau kia, và toàn bộ chiếc xe là sẽ chạy bằng điện. Xin kính chào quý các bạn. Phân khúc crossover tại thị trường Việt Nam thời gian gần đây có thể coi là rất nóng. Và nó nóng như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một sự hiện diện của một mẫu xe mới, và mình tin rằng cái mẫu xe này nó sẽ trở thành tâm điểm trong thời gian tới. Xin giới thiệu với quý bạn và các vị, đây là chiếc Nissan Kicks, và chúng mình đang có mặt ở trong khuôn khổ lễ ra mắt của chiếc xe này. Và bây giờ thì anh em mình hãy cùng tìm hiểu rất nhanh về cái tên mới trong gia đình Nissan nhé. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ về thứ vũ khí mạnh nhất ở trên chiếc xe này, đó gọi là e-power. Tức là sao? Chúng ta sẽ có một chiếc xe chạy điện nhưng lại đổ xăng. Nghe nó buồn cười nhỉ, nhưng mà thực sự nó là như thế. Cụ thể thì ở trên chiếc xe này chúng ta sẽ có trang bị là động cơ 1.2 lít, chỉ 1.2 lít thôi. Và cái cơ chế của nó ấy, nếu mà với những người chưa tìm hiểu kỹ thì người ta sẽ nghĩ đây là hybrid, nhưng thực tế ra thì nó lại không hẳn là hybrid đâu. Nó hay ở cái chỗ gì? Lên xe và thoải mái tận hưởng. Màn hình ô tô thông minh GoTech trang bị những tiện ích và công nghệ mạnh mẽ, giúp cho mọi chuyến hành trình trở nên thú vị hơn bao giờ hết. GoTech, đỉnh cao màn hình ô tô thông minh. Là cái động cơ 1.2 ở trên chiếc xe này, nó chỉ có nhiệm vụ là đổ xăng vào, và nó như một cái máy phát điện cho cái viên pin ở phía sau. Tức là chúng ta sẽ có một hệ dẫn động hoàn toàn bằng điện. Và cụ thể chúng ta sẽ có động cơ là 1.2 lít này, với công suất vào khoảng 79 mã và hơn 100 lẻ mấy Newton mét mô men xoắn ấy. Nhưng chúng ta sẽ có thêm một cái motor điện. Và bản thân cái hệ truyền động ở cái gói e-power này ấy, nó sẽ có một cái motor điện với kích thước và công suất ngang với cả một chiếc xe thuần điện. Và chúng ta sẽ có một viên pin được đặt ở dưới gầm ghế trước, với cái phần kích thước cũng như là cái công suất của nó chỉ tương đương với cả một mẫu xe hybrid thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một mẫu xe chạy điện dẫn động cả bốn bánh, nhưng cái cơ chế sạc của nó sẽ theo hai hình thức. Một là khi các bạn gọi là phanh tái tạo ấy, khi chúng ta đạp phanh hoặc để trôi xe thì cái phần động năng đó nó sẽ được sạc vào trong viên pin ở phía sau. Cái thứ hai, như mình có chia sẻ với các bạn lúc đầu, là cái động cơ 1.2 này nó không khác gì một cái máy phát cả. Nó sẽ có nhiệm vụ là phát điện để cung cấp cho cái viên pin ở phía sau kia, và toàn bộ chiếc xe là sẽ chạy bằng điện. Wow, một mẫu crossover cỡ C. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về vấn đề giá. Thì để mình xem nào. Chiếc xe này thì nó vừa mới ra mắt thì mình cũng chưa thể nhớ ngay giá của nó là bao nhiêu. Nhưng mình nhớ đây, để mình xem. Đâu đó nó rơi vào khoảng cỡ dưới 800 triệu, 850 triệu cho phiên bản cao nhất của chiếc Nissan Kicks. Tổng cái công suất của chiếc xe này khi chúng ta gộp cả điện, cả xăng vào, nó rơi vào khoảng hơn 200 mã và khoảng 380 Newton mét mô men xoắn. Thì đấy là về cái e-power, cái công nghệ phải nói là đặc biệt nhất ở trên chiếc xe này. Chúng ta sẽ có một chiếc xe đầu tiên trong phân khúc, và cũng là đầu tiên tại thị trường Việt Nam, một chiếc xe đổ xăng nhưng mà lại chạy điện. Một công nghệ rất là thú vị. Và bên cạnh cái yếu tố liên quan đến phần công nghệ là e-power, thì như các bạn có thể nhìn thấy, thì quay trở lại với vấn đề chính là chúng ta sẽ có được một chiếc xe với cái định vị khách hàng là đánh thẳng vào những người trẻ, những người năng động. Thì ngay từ cái phần thiết kế của mẫu xe này thì các bạn có thể nhận ra rất rõ ràng cái điều đó, phong cách thiết kế V-Motion của Nissan. Và trên chiếc Nissan Kicks này thì không biết các bạn thấy sao về vẻ đẹp của chiếc xe này, thì có thể để comment ở phía bên dưới. Còn đối với quan điểm của cá nhân mình thì đây là một mẫu xe trẻ nhá, trẻ chung mà. Chúng ta sẽ có một cái cặp mắt ở phía trước rất là sắc cạnh. Và cả hai phiên bản tiêu chuẩn cũng như là phiên bản cao của chiếc xe này thì sẽ được trang bị là hệ thống đèn full LED. Đây, để mình mở lại giá bán mình xem nào. Giá bán của chiếc xe này đây, 789 triệu cho phiên bản E, phiên bản tiêu chuẩn, và 858 triệu cho phiên bản cao. Thì ở trên Nissan Kicks, ngoài cái e-power thì đây là phần ngoại hình của chiếc xe này. Anh em mình hãy cùng tiến sang phần thân đi. Nissan Kicks thì là một mẫu xe có cái chiều dài tổng thể vào khoảng cỡ 4m3, chiều dài cơ sở vào khoảng 2m6. Chính vì vậy thì khi nhìn ở khu vực thân xe thì các bạn sẽ thấy là đây là một mẫu crossover sở hữu một cái phần ngoại hình tương đối nhỏ nhắn, và đây là cái khu vực đuôi của nó. Cái phong cách V-Motion này thì nó hiện diện xuyên suốt từ đầu cho đến đuôi xe. Và theo quan điểm của cá nhân mình thì đây là một mẫu xe sở hữu cái thiết kế có thể nói là khá là bắt mắt, trẻ trung. Đó, đi anh em vào trong khoang cabin đi.
Đây, vào trong không gian cabin thì như các bạn có thể nhìn thấy là nếu để nói một cái từ gọi là choáng ngợp hay một cái gì đó nó kinh khủng vĩ mô thì chắc là không phải đâu. Nhưng mà khi ngồi vào trong không gian của chiếc Nissan Kicks này thì các bạn sẽ cảm giác được một điều là trông nó khá là ổn. Mọi thứ nó đều được sắp xếp gọn gàng, hài hòa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái thiết kế cần số nó rất là lạ. Cần số này thì ở trên thị trường xe Việt Nam và trên thế giới cũng rất là hiếm luôn, cần số dạng điện tử. Và nó là một cái ô đen nhô lên như thế này cũng khá là hợp. Thì ở trên chiếc xe này nó sẽ có tổng cộng là 3 chế độ lái bao gồm Eco, Normal và Sport. Thì trong đấy cái mà đặc trưng nhất ở trên chiếc xe này nó vẫn là cái e-power như mình có chia sẻ với các bạn. Tức là chúng ta sẽ có một cái hệ chuyển động là điện, tức là bốn bánh xe của chúng ta sẽ đều được dẫn động bằng điện, rất kinh khủng. Và một cái viên pin đặt ngay dưới sàn ghế này, công suất của pin là khoảng 1,57 kWh, và nó sẽ liên tục được sạc thông qua cơ chế là phanh tái tạo năng lượng cũng như là cái động cơ sạc cho viên pin. Tức là ở trên chiếc xe này chúng ta có tổng cộng là 5 cái bộ phận chính, bao gồm là pin, bao gồm là động cơ 1.2, bao gồm là bộ biến tần, bao gồm là motor điện và bao gồm là máy phát điện. Thì khi mà chúng ta chạy ở cái tốc độ bình thường, khi các bạn khởi động đi chậm chậm bình thường, thì hoàn toàn cái viên pin nó sẽ cung cấp năng lượng cho phần motor điện để motor điện vận hành chiếc xe. Nhưng khi các bạn đạp ga tăng tốc đi nhanh hơn thì chúng ta sẽ được kích hoạt cái động cơ xăng 1.2 này lên. Và cái động cơ xăng 1.2 này nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là làm máy phát điện. Các bạn cứ hiểu đơn giản thì nó là máy phát điện cho cái viên pin, nó cung cấp năng lượng vào pin và cũng như cung cấp năng lượng trực tiếp ra ra cái motor điện để giúp chiếc xe đi thôi. Còn nó khác với cả xe hybrid ở cái chỗ là nếu như ở trên những chiếc hybrid ấy, thì chúng ta sẽ có một cái động cơ với hai nhiệm vụ, bao gồm là sạc cho pin và bao gồm là dẫn động cho chiếc xe. Còn ở trên chiếc xe này thì cái động cơ nó giảm tải rất nhiều. Và bản thân Nissan thì họ cũng có công bố rằng là những chiếc xe sử dụng động cơ và hệ chuyển động e-power thì nó sẽ có cái mức độ êm ái không kém gì xe điện, không kém gì xe thuần điện. Thực ra là thoạt nghe thì mình sẽ thấy là nó hơi bị phi lý, bởi bản chất là chúng ta vẫn sẽ có được một cái động cơ xăng, mà động cơ xăng thì rõ ràng là không thể tránh khỏi là nó rung động, nó nổ đúng không? Thì đối với cả ở trên chiếc xe này, nếu các bạn để ý kỹ hơn vào các cái thông số mà nhà sản xuất họ đưa ra thì chúng ta sẽ thấy một điều là cái động cơ xăng 1.2 này nó hoạt động và duy trì cái vòng tua đều ở một ngưỡng cố định. Tức là kể cả khi các bạn đạp ga nhanh, các bạn đạp ga chậm, đi nhanh đi chậm gì thì cái động cơ này nó vẫn mặc định, nó chỉ hoạt động ở một giải vòng tua thôi. Thì chính vì vậy chúng ta sẽ không có cái sự biến động về vòng tua máy như ở trên những chiếc xe hybrid, là động cơ xăng nó phải hoạt động thì rõ ràng là nó sẽ có cái vòng tua nó không đều đúng không? Thì ở trên xe này nó sẽ duy trì đúng một cái giải vòng tua thì nó sẽ đem đến cái mức độ êm ái nhất. Thì đấy là nhà sản xuất họ công bố, thì theo lý thuyết thì đúng là nó như thế thật. Và cụ thể nó như thế nào thì có lẽ phải hẹn các bạn trong một cái video gần nhất mà mình có thể sẽ mượn chiếc xe này ra và nói một cách chi tiết hơn với các bạn về những cái e-power cũng như là những cái công nghệ đặc biệt ở trên chiếc xe này. Ngoài ra thì ở trên chiếc Nissan Kicks thì chúng ta sẽ có một cái công nghệ ở phía pedal đạp chân, nhà sản xuất họ gọi là e-pedal, có nghĩa là nó sẽ sử dụng thao tác chính ở chân ga ấy. Tức là khi các bạn nhả chân ga ra thì cái độ hãm của chiếc xe nó sẽ lớn hơn so với cả những chiếc xe bình thường. Thì cái điều này nó sẽ có tác dụng rất lớn dành cho cái hệ thống phanh tái tạo năng lượng cũng như là giúp người lái hạn chế cái tình trạng cần phải gọi là đạp phanh. Thì đấy là hai công nghệ nổi bật ở trên chiếc Nissan Kicks. Và quay trở lại với cả chiếc xe này, về câu chuyện trang bị ở trong không gian cabin thì như ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có phanh tay điện tử này, auto hold này, khởi động nút bấm này, drive mode này, một cái màn hình kích cỡ đâu đó vào khoảng 8 inch ở đây. Thực ra đối với mình nhá, thì cái khu vực này mình đánh giá nó ở mức ổn thôi, chứ nếu mà bảo là nó đẹp theo kiểu long lanh với người trẻ thì mình nghĩ là nó phải thêm một tí nữa. Đó, ở phía cơ một odometer thì chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ nhỏ kết hợp với cả một cái đồng hồ analog được đặt ở đây, và một cái vô lăng rất là nhỏ nhỏ xinh xinh và thiết kế cũng rất là quen thuộc của Nissan. Nhìn chung thì về không gian cabin ở trên chiếc Nissan Kicks thì cơ bản mà nói nó ở mức hài hòa. Và chủ yếu ở đây cái nhấn mạnh mà mình vẫn muốn để các bạn hiểu rõ hơn, đó chính là cái e-power, tức là cái công nghệ về chuyển động ở trên chiếc xe này. Nó phải nói là thú vị so với cả phân khúc, nó khác biệt so với cả động cơ hybrid khá là nhiều. Nó cũng khác so với cả một chiếc xe thuần điện. Và mình thì mình hay đùa với cả mấy anh em ấy là Nissan về sau này họ làm xe điện ấy, họ chỉ cần bỏ cái động cơ xăng ra thôi thì bản thân cái xe này cho viên pin to hơn thì nó cũng đã là một cái xe thuần điện rồi. Nói chung là đây là một cái công nghệ mình nghĩ là họ nghiên cứu lai khá là hay ho.
nó có cái mức độ tiêu hao nhiên liệu theo nhà sản xuất họ công bố ấy, vào khoảng 2,2 lít trên đường cao tốc và 4,6 lít trên đường hỗn hợp. Đây là một con số có thể nói là nó tương đương với cả những mẫu xe hybrid, nhưng cái xe này nó sẽ hoạt động êm hơn so với cả những cái xe hybrid vì là chúng ta sẽ không có động cơ xăng để chuyển động mà chỉ đơn giản động cơ xăng chỉ là máy phát điện. Thì đấy là cái công nghệ cốt lõi của cái e-Power này. Và bây giờ thì anh em mình ra hàng ghế thứ hai đi. Mình cũng muốn chỉ cho các bạn xem thử hàng ghế thứ hai này nó có cái gì thú vị không. Đây, hàng ghế thứ hai ở chiếc xe này, một chiếc xe có cái chiều dài cơ sở vào khoảng cỡ 2m6. Thì như các bạn có thể nhìn thấy trên hình thì có lẽ cái ưu điểm của nó có lẽ nó đến từ cái khu vực trần xe, chúng ta sẽ có một cái phần chiều cao tương đối ổn. Còn để duỗi chân thì đây, như các bạn có thể nhìn trên hình, mình ghế trước mình cũng đã chỉnh theo đúng cái tư thế ngồi của mình, cao 1m80. Thì đây, chúng ta sẽ có một khoảng cũng vừa phải. Đây là một mẫu xe dành cho đô thị mà nên là nó cũng sẽ có phần không gian cũng tương đối là nhỏ nhắn thôi. Không biết mọi người thấy sao về chiếc xe này, Nissan Kicks, một mẫu crossover mới cỡ B với những cái công nghệ nó rất là nổi trội như mình vừa mới nói, kèm theo mức giá đâu đó vào khoảng từ 750 triệu cho đến hơn 850 triệu. Thì mọi người nhớ để comment ở phía bên dưới nhá. Còn đối với mình thì đây vẫn là một chiếc xe nó đang có một cái công nghệ phải nói là tiên phong ở trong phân khúc. Thì không biết mọi người thấy sao, comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.